Cùng anh chị em và cùng cha tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, nhân dân Chúa. Khi ấy ông Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Ta không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả nên chịu ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy, bóp cổ và nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm. Họ liền đi thuật lại với chủ tất cả câu chuyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: Hỡi tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận trao y cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy cha ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Anh chị em thân mến, hôm qua chúng ta đã chiêm ngắm Thánh Giuse là một người đầy tớ của Thiên Chúa. Ngày hôm nay tôi mời gọi ông bà anh chị em cùng tôi chiêm ngắm Thánh Giuse là một người thầm lặng. Phúc âm đã cho chúng ta nhận ra đức tính thật rõ nét nơi Thánh Giuse. Đó là một con người thầm lặng, ít nói. Chúng ta không tìm được một lời nào của Thánh cả thốt ra ở trong tin mừng, hay ngay cả khi đau khổ vất vả tìm con, hay khi nhận lệnh từ trong giấc mơ phải đem con trẻ và mẹ người trốn sang Ai Cập, rồi lại bảo từ Ai Cập trở về quê hương. Sự thầm lặng của Thánh Giuse đã là một sự kiện đầy ý nghĩa. Khác với mẹ Maria, mẹ Maria còn để lại cho chúng ta một vài lời vắn ngọt, còn Thánh Giuse thì không. Thì ra ý nghĩa của sự thinh lặng này là thánh nhân tự xóa mình đi trong thầm lặng. Chính trong sự thinh lặng ấy mà thánh cả Giuse âm thầm chịu nỗi đau khổ khi thấy mẹ Maria sắp sinh con mà không có một chỗ trọ, phải ra nơi đồng bằng, hay những biến cố xảy ra trong cuộc đời của mình. Ngài không được xếp vào số những người thường hay kể lể hoặc tìm cách chút mọi gánh nặng phải chịu cho người khác hay than thân trách phận của mình. Trong những biến cố khó xử, có thể bị rối trí, thánh nhân chỉ tranh luận với chính mình. Ngài không tiết lộ những đau khổ của nội tâm đang bị sâu xé dằn vặt. Ngài im lặng đầy sự tin tưởng và ngoan ngoãn trong ý định của Thiên Chúa. Chúng ta hãy thử hình dung tất cả những biến cố xảy ra trong cuộc sống của Thánh Giuse. Sự xua đuổi, đối xử bạc bẽo của con người khi Maria sắp sinh con, vội vàng đưa mẹ Maria và hài nhi trốn sang Ai Cập trong lúc đêm tối vì sợ lệnh truy nã của Hê-rô-đê, khi dâng con trên đền trong đền thờ với lời tiên báo của Simeon, và việc lạc mất con và đi tìm lại sau những ngày
mệt mỏi. Chúng ta chỉ tìm thấy nơi con người của Thánh Giuse một thái độ thầm lặng. Nói như thế không có nghĩa là cuộc đời của Thánh Giuse không nói tiếng nào, hoặc là Ngài bị câm chăng. Không, Ngài chỉ âm thầm làm việc và chịu đựng. Cũng không phải thế. Thánh Giuse biết nói đúng lúc, đúng nơi, không nói một cách bừa bãi. Ngài ít nói để hòa vào cuộc sống của mẹ Maria và Chúa Giêsu. Và như Chúa Giêsu cũng đã giữ thinh lặng trong cuộc xử án của mình. Ngài chỉ nói khi cần thiết mà thôi, bộc bạch chân tính của Ngài. Đó là một thái độ anh hùng trong sự thinh lặng và vẫn mặc khải được ý định của Thiên Chúa. Chiêm ngắm Chúa Giêsu trong hoạt cảnh Ngài bị xử án trong thinh lặng, tôi mới nghiệm ra rằng sự thinh lặng của Thánh Giuse đã dạy cho Chúa Giêsu một bài học tuyệt vời: thinh lặng để mặc khải chân tướng của mình là con Thiên Chúa. Là người thầm lặng, Thánh Giuse trở thành một bài học sống động trong cuộc đời của mỗi người chúng ta và trong thế giới. Bởi lẽ thời đại ngày hôm nay chúng ta đang sống có quá nhiều tiếng ồn, xáo động, nói quá nhiều. Các thứ tiến bộ về phương tiện truyền thông ngày nay lại càng làm cho mọi người nói nhiều hơn, nói không nơi nghỉ, nói mà không biết mình nói gì, nói không kịp suy nghĩ. Bài học thinh lặng của Thánh Giuse vẫn có tính thời sự và hợp cho mọi thời đại. Bài học chẳng bao giờ lỗi thời này hay phải update vì khi thinh lặng. Bởi lẽ khi thinh lặng, con người mới có thể tiếp đón mầu nhiệm Đức Giêsu. Khi thinh lặng, con người mới có thời gian để đối diện chính mình và từ đó đối diện với Thiên Chúa. Thinh lặng để xác tín rằng trong cuộc sống có quá nhiều sự bận rộn, không phải là một cuộc sống phong phú, mà sự thinh lặng mới làm phong phú đời sống nội tâm. Ngày hôm nay, ngày thứ hai trong tuần Tam Nhật Kính Thánh Giuse, chuẩn bị lễ trọng 19 tháng 3, tôi mời gọi mọi người cùng tôi chiêm ngắm Thánh cả Giuse và noi gương Ngài. Chúng ta hãy quý trọng sự thầm lặng, nói ít để suy tư nhiều, nói ít để không sai lỗi, nói ít để có đời sống nội tâm thâm sâu hơn, nói ít để sẵn sàng dấn thân phục vụ, hy sinh mà không tính toán, nói ít để yêu mến nhiều. Amen.